Chào anh em, hôm nay tôi sẽ kể cho anh em hồi thơ ấu của tôi. Hồi mẫu giáo tôi đã quen ba đứa, bạn trông rất đần độn. Đầu tiên tôi sẽ kể thằng Hiếu trước. Thằng Hiếu là thằng chuyên bắt nạt mình, hôm nào ngồi cạnh nó là địa ngục. Và nó rất chơi thân với thằng Quân. Nó thường bắt nạt mình kiểu: nhìn mặt mày ghét viên. Ờ, nhưng mà tớ làm gì, cậu đâu, tao sẽ cấu mày. Còn thằng Quân đỡ hơn thằng Hiếu một tí. Mình và nó cứ cạnh tranh của mình, của nó như này kiểu: hi hi, bộ phim Người Ruồi này hay quá. Nhân vật yêu thích của mình là người ruồi, mình sẽ chọn người ruồi. Có cái điểm nhá, tớ chọn người ruồi trước rồi, cậu chọn phản diện đi. Nhưng không nhưng nhị gì cả, tớ chọn trước rồi, bye bye. Còn con Diệp nó là cờ giúp mình. Vì mình đã một lần xem phim siêu nhân nhiều quá nên mình ảo tưởng nó thích mình. Mình cứ thấy nó rất đần nhưng mình vẫn thích nó. Vì con Diệp chả có gì nói nên bây giờ nói chuyện khác. Hồi đó toàn bộ trông đã quả, tôi là: ê này, có phải người ruồi cười yêu xà, đúng không cô? Chuẩn luôn. Mình éo hiểu sao suy nghĩ ngớ ngẩn thế, mình cũng nghĩ ra. Hồi đó mình éo chơi một đứa nào cả. Các bạn ơi, các bạn đang làm, cái đéo gì thế? Éo ai chơi với cậu, cút.